mệt hả, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, lên. Đừng ngại nè. Để phải. Để lên đầu và quê. Chia sẻ rất nhiều cho mình luôn kìa. Dạ xin chào quý khán giả trở lại với kênh Đi Miền Tây 63. Thì hôm nay mình với mấy đứa em buổi chiều á chạy xe đạp tập thể dục từ đường cầu Bà Quê nè. Mình sẽ đi dài lên tới dòng cái thia. Thì giờ mình sẽ quay con đường quê mình cho mọi người xem luôn là nhịp sống dưới quê như thế nào. Đó, con đường dưới quê mình khá là bình yên luôn, chiều rất là nhẹ nhàng thư thái. Ở đây thì mình đang trong con đường đan ngoài Bà Quê. Đó, mình sẽ đi tắt vô cái thia. Chiều lúc gài mấy anh em của nhau vận động chạy xe đạp. Chạy từ từ thôi My ơi. My, càng chậm càng tốt. Đừng chạy chậm chậm thôi, đừng chạy nhanh. Chạy chạy chậm chậm thôi, chạy chi lẹ quá trời á. Đây mình sẽ gần ra tới khúc cầu Bà Quê rồi mọi người. Thì cuộc sống ở dưới quê mình đó mọi người thấy rất là bình yên. Đây đã cắt cỏ hai bên cho cái đường nó trống. Bắt đầu bây giờ mình sẽ ra tới cầu Bà Quê. Chạy chậm chậm hồi chỉ cho đường cho nha. Quẹo lên tay phải. Ok ok, giờ mình sẽ quẹo tay phải. Sẽ lên cầu Bà Quê. Đây dạ. Đây. Đó, mình sẽ lên cầu Bà Quê, mình chạy thẳng vô trong. Đây là con đường qua Bà Quê nè. Ô cô gà. Chạy tàn tàn thôi, giờ còn mát mà chơi chứ nhanh. Cái bạn đội nón lá là My, còn áo cam áo vàng là Quý Ngân nè. Đó, nãy giờ mình đi chơi. Đường ở ngoài từ cầu Bà Quê mà đi ra ngoài kia thì người ta mà đường nhựa. Còn cái khúc trong gần nhà mình thì người ta làm đường đan 3 mét, đường ngoài đây nhựa thì nó rộng hơn, nó xe bự nó vô hoạt động được á, nhiều khi nó không bị lún. Còn trong đường đan nhiều khi xe mà trên 2,5 tấn cho lên thì vô đó, khó khăn lắm, nhiều khi nó bị bể đan bể đường. Hay là đường nhựa mọi người nhìn thấy ha, dưới quê bây giờ nông thôn quá thì tất cả các xã các huyện các trong ấp luôn giờ là càng ngày mình thấy cái đường nó càng mở rộng. Ở đâu cũng vậy, đường giờ nó mở rộng rất là nhiều, không còn đường nhỏ như xưa. Nhiều khi mà đường nhỏ thì người ta cũng đổ đan hoặc là cán nhựa hoặc là mở rộng ra 3 mét. Thì so với khu vực Thiện Chí thì mình thấy Hòa Khánh mình chưa có phát triển bằng. Trên Thiện Chí người ta đi trước một bước nữa. Hôm nay mình quyết định đi vô tới cái thia bằng đường xe đạp ha. Hôm qua là mình dự định đi hôm qua rồi, nhưng mà lý do là biết sao mọi người, qua trời mưa ảnh hưởng của bão. Đây giới thiệu mọi người, đây là My. My My xin chào. Này mình sẽ đi vòng ra trước. Trước My, đi trước My. Mình quyết định đi xe đạp vừa tập thể dục với chiếc siêu xe của mình đây. Đó, vừa đi xe đạp vừa tập thể dục mà vừa quay phim cho mọi người.
trước đi mi. Đây hai bên mọi người thấy người ta dưới quê mình rất là bình dân, người ta để rau trước cửa nhà người ta bán luôn, rau chuối trái cây gì đó, sake gì đó thì ta tận dụng xe cộ đi qua lại trước cửa nhà thì người ta để đó người ta bán. Lẹ lên Ngân. Đó, đa phần ở dưới quê mình hai bên mọi người nhìn quan sát thì thấy là trồng mít Thái rất là nhiều. Miền Tây mình, Tiền Giang mình đặc sản là mít Thái luôn mọi người. Tại vì cây mít Thái thì nó rất là dễ trồng, mà nó nhanh thu hoạch, chừng một năm mấy là mọi người có thể là để trái đầu tiên được rồi. Nhưng mà mấy năm trước thì bà con mình trúng giá, trúng giá mít á, bây giờ người ta ồ ạt đổ xô đi trồng mít. Bởi vì mình chạy xe hai bên đường mình thấy đa phần là người ta buôn bán mít, dựa mít rồi cũng có, mà khúc này thì nó hơi ít hơn xíu. Nó có, mình thấy có xe tải bự vô nữa. Mấy xe này là vận chuyển trái cây. Đây là mấy cái dựa người ta đóng trái cây nè mọi người, đóng ổi, đóng rau đi đi thành phố hoặc là đi mấy cái nơi khác á. Đó. Đó mọi người, chứ có thể nhìn thấy chiếc xe la phía trước mình không? Đi thẳng luôn nha My. Người ta chở mít. My ơi, đâm thẳng theo chiếc xe Honda đó luôn nha My, chứ không có quẹo nha, tại ngoài gia đình có ấy đi không được á. Đi thẳng luôn, chạy tàn tàn thôi. Thẳng vô đường nhỏ này luôn. Ừ. Vậy mới đi được á, không đi giúp nhau rồi. Chạy được. Đường này hơi, nhưng mà đường đó đi vô cái thì không được, bây giờ không đi cũng được. Chạy trước đi chạy tàn tàn thôi. Cái đường này nó hơi xấu nha mọi người, cái đường này thì mình đi tắt ra vào quê đáng lẽ thay gì mình đi mình sẽ đi một đường chính đi ra ngoài cầu Vàm Trà Lọt 2, nhưng mà cái đường đó giờ hiện giờ là đi không được. Như là nó có cái chốt người ta căng quá. Mình sẽ qua không được. Mình bắt buộc mình phải đi đường này. Hồi đó giờ chưa biết ngã ba cây giữa đâu luôn trời. Ngân đâu, hồi ra ngoài chỉ nha ba cây dừa Ngân. Con đường trong khúc này hơi xấu, bị khá nhiều lỗ gà. Đó, mình sẽ đi ra ngoài bà. Ok. Trời, hai đứa em mà nó chạy sau lưng mình. Ủa cái đường này đi ra cầu cái đường cây kè hả? Cây kè là ở đâu vậy? Mình đó giờ thật sự là mình ít đi á, nên nhiều khi ở trong xóm mình thật là trong một ấp mà chưa có đi hết đường, nên nhiều khi mình không có gần đường cho lắm. Bởi vậy mọi người mà hay hỏi đường mình gặp mình là nha, rất là thiếu hiểu biết về đường quê á. Nhiều khi hỏi nhà người này người kia á, thì gần gần á thì mình còn biết, nhưng mà xa xa trong, nói chung là chung một cái ấp Hòa Phúc mình, thật ra mình cũng chưa có biết hết nữa. Tại nhỏ là chỉ đi học về thôi, không có đi đây đi đó, cũng ít đi với bạn bè, thật ra mình cũng ít bạn bè, nên nhiều khi không có đi đây đi đó, nên đường này đường kia không có gành, hay lộn đường. Đó, giờ thì mình đi ra cái cầu này, cầu Năm Nguyện gì nè, hôm kia hôm qua bữa út mình có chở mình đi Honda một lần. Hôm bữa thì bữa nay mình nhớ mình dẫn mấy đứa em mình chạy tập thể dục trong cái đường quê này. Đó, mình bắt đầu theo chiếc xe màu đỏ này thì mình sẽ lên dốc cầu và quẹo tay phải, tại vì nó có quẹo tay trái nữa mình. Đó là cái cầu dưới đường quê. Ây da, mình chạy một tay lên dốc cầu nó hơi đuối. Đây, mình ở dưới quê đứng đợi mấy đứa em nó lên. Mệt hả? Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên Ngân. Đường này nè, ra được đi rồi, mới đi cha đi với Út Ngon hôm kia nè. Một cái em đó đi hết nổi rồi, chạy một quãng đường xa đó rất là mệt, nó dẫn bộ thôi. Nhưng mệt xíu đi, nhưng mệt xíu đi hả? Nó đẹp quá ha. Quê tới phải đi My. Ừ,
chạy thành thành thôi, chậm chậm thôi, tại nhanh quá bị đau bụng, hồi nãy cũng đau bụng á, nãy thì chạy nhanh quá bị đau bụng nè. Cô Hải mới đi ốc nho đi nè. Ây dạ, thành thành thôi mi ơi, Ngân bị đau bụng, chạy chậm chậm, ừ chậm chậm vậy đó, nó khỏe chân mình, nó không mỏi chân. Nay mình đi ngao du khám phá đường quê, đi tắt từ đường cầu bà quê đến gần trong cái thia nha, chắc mình không có vô chợ cái thia được quá, thì vô tới cái cầu nào hay cái cầu cầu gì thôi, tới đâu hay tới đó hay mi quyết định là nè cùng mi đi khám phá. Không, Ngân đi chạy chậm chậm, đau bụng chạy, anh cũng đang bị đau bụng. Ôi dạ, quẹo quẹo đây hay gì nè, phải không? Ủa không phải, thậm kia quẹo nào của anh ta chết, phải chọn chó nó tiểu giữa đường luôn. Ê cái đường này nè, ủa đường này vô nhà ta có cái đường quẹo tay trái á, quẹo tay trái là băng ra lộ á, ra ra gần cầu Bành Trà Lọt luôn á. Nay mình đi ngao du mà, ngao du bằng xe đạp mà, chiếc siêu xe nè, cái bộ cột bằng dây gân luôn mọi người. Hồi nhỏ mình đi học từ lớp 10 lên lớp 12 là đi xe đạp suốt luôn, một ngày khi đi về đi sáng đi, cái trưa về, cái chiều 1 giờ đi, cái 4 giờ về, 4 rưỡi về, về xong cái tối mình đạp xuống cái bè mình đi học thêm, cũng tối mình cũng về nữa. Ngày đi là đi, đi qua quận giấy quẹo ra phải không? Đi ra đây nè, đúng rồi. Đi qua. Đi đại đi, đại đi. Có chó hả? Ghê vậy? Phan có chó nguy hiểm quá. Sợ hổm đi dưới ông nho thấy bình thường người ta. Có chó nên mấy đứa em mình nó sợ. Mình cho xe ông đây, ta chạy qua trước đi. Vậy hả, cho xe qua đi, cho xe ông đa qua đi, sát vô cho xe ông đa qua. Đường này nó hơi nhỏ nha, tầm 1.5 m à. Chạy dưới đi Ngân, chạy dưới đi Ngân. Mi thành thành thôi, chạy ra dưới là tới, được, tới lộ rồi, khúc nữa tới lộ rồi, chạy chậm chậm thôi, đau bụng đừng chạy nhanh. Cái này mình đi vất vả quá, hạnh giống như mình đi tìm đường vậy đó, chỉ tìm kho báu. Qua kia biết ra lộ được không? Ai biết đâu đường này là ga lộ bự chạy luôn nè. Ủa này là cái ba cây dừa đó hả? Nghe người ta đâu cây dừa chỗ nào đâu có cà pha đâu ta. Hồi nãy anh không để ý luôn á. Hồi về này mới biết ngã ba cây dừa. Đường quê đi đường này về luôn, tàn tàn thôi. Ê trời ơi, đường này nhỏ quá, tầm mét hả, mét rưỡi, mét rưỡi gì nhỏ mét chứ, nhỏ quá đó. Hồi mình lên quốc lộ mình chạy thẳng vô chỗng. Cái này là cuộc hành trình chi tìm kho báu. Ê Ngân, điện ốc nho đi vô, chạy kia vô chơi cái thằng Ngân. Để lấy cái máy điện ốc nho. Không có đâu, đã có chốt sao đi. Dễ gì qua bển. Rủ không chạy vô cái thia đi đường bà quê nè. Ê, có chiếc xe nó bị chết xe mà hư xe giữa đường rồi, nó phải đậu. Trời, lâu lắm rồi mới đi xe đạp, đi xa một quãng đường xa thật là xa luôn á. Nhớ nhỏ đi dưới thân, đi xuống dưới cái bè đạp xe đạp đi, hú tí trai không nhưng mất không Mỹ. Ờ không, nhưng mà hồi xưa đạp xe đạp quen rồi, ngày đi học ba hai ba quận luôn mà hồi xưa mà. Ờ trở về tuổi thơ, trở về thời mình học cấp 3. Ồ, bên đây người ta trồng rau nè, hai bên trồng đậu bắp nè.
Hồi nãy ổi nè. Hộp vịt nữa kìa mọi người, ai có một hộp vịt không? Ê, 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 chiếc xe đã nhường cho mình luôn kìa. Rồi, cảm ơn nha chị. Có được nhé. Mày nó thắng nó tấp 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 rồi. Đó, đó, đó. Ngày chó con chó là quẹo lên tay phải là vô cái thia đó nha. Thầy Hoàng lỗi. Chờ gần lắm, chạy vô cái là tới rồi. Khúc này còn chừng 5 phút nữa. Cố lên, cố lên. Cố lên, cố lên. Không, chạy tới 1 khúc là nó gào rồi, xe kìa mấy. Ê, nè nè, cái nhà này quá hắm Út tới khen, Út nói định nói con hay nè. Cái nhà á, thấy đẹp không? Nhà dưới quê kia đẹp quá ha. Út định chỉ con hai có cái nhà đó đó. Đây chạy vô cây cờ, đẳng khúc nữa tới rồi. Ê, điện kêu không cho chạy ra đi ngân mi. Thắng, thắng lại điện kêu không cho đi. Để lấy điện cho. Để điện cho. Thắng lại đi ngân. Thắng lại cái đi ngân. Tớp đi ngân. Kêu Út chạy. Thắng lại mi. Hai đường dưới quê. Hai bên là mất không mọi người. Đây mình đi tới cái con đường này là lộ mới mở từ dưới trong dưới cái bè mà đi thẳng lên trên cái thia nè mọi người. Hai bên nhìn toàn là mít không. Hai đứa em mình nó đang chạy phía sau. Đây người ta nhà cửa người ta cũng xây lên rất là nhiều, đang chuẩn bị xây nữa. Để mình chạy chậm chậm mình đợi tụi nó. Đó. Đường dưới quê em. Công nhận là đường này giờ nó mở rộng sướng ghê luôn. Đây mình có thể đi rút ngắn thời gian, đi từ dưới cái bè mà đi vô cái thia. Mình sẽ đi đường này mình rút ngắn rất là nhiều. Từ cầu cái bè mà mở xuyên vô, nhưng mà giờ trong cái thia còn đợi chờ người ta duyệt để bắt cầu á. Nhưng mà bây giờ mình tại vì trong cái thia thì còn đi phà. Đi phà cái thia chứ chưa có cầu. Nên còn một khúc đó nữa. Chưa có thông hết cái con đường này. Bởi vậy bây giờ mình thấy ở đây cũng còn hơi vắng. Ây da. Ủa? Dạ đây hả? Đây nè. Dạ hả? Đâu hả? Chạy ở đây chơi với mấy đứa em vậy, tập sử dụng. Đó. Nhà đó mới biết luôn á. Ôi. Trời, mình đi ra đi giữa đường tình cờ gặp bạn. Không ngờ là bạn mình nha. Ê, không ngờ nhà đó ấy mày đây luôn trời. Hả? Ủa vậy hả? Mới biết luôn á. Tự nhiên thấy quen quen. Biết rồi, biết Tuấn. Tuấn An gì đó. Tình cờ đi gặp người quen luôn. Trời ơi. Trước đi ngân. Tạm tạm thôi, tạm tạm thôi, đừng đừng. Thả lỏng thôi, đừng chạy em. Chạy nhanh quá bị đau bụng, hồi nãy cũng bị đau bụng luôn.
tầng 3 luôn. Đường này mát quá ha, mà phải gần nhà mình ha. Ngân chạy lẹ quá, đau bụng mà chạy lẹ quá. Trời ơi, vừa kìa. Cục. And. Ê, đi chơi. Go. Rồi sao gặp người quen nhiều ha. Quen. Công nhận con đường này mát vậy ha. Trời ơi, đây dừa nè trời, dừa này. Xuất sắc luôn. Ồ, bên đây nhà cửa giờ nó xây quá trời luôn. Cầu gạch 36 rồi nè. Cái đường này bị gai nãy, cái chỗ nãy mình gào á. Mình lại đi đến ngẩn xỉu á. Tới lên tới cái cầu đi đâu ra được. Chỗ thầy Tâm á, thầy Tâm Yên trong đây. Ôi, thầy Tâm trong đây nè. Trong đó đó. Đứng này chơi xíu không? Ê đó cái chùa đó, chùa Thanh Liên gì kìa. Nhưng mà có cái chốt gào rồi sao ra được. Ê trời, ghe anh đã đánh cá luôn kìa. Đẹp quá ha. Đẹp quá ha. Chiều quê đúng là yên ngã bình yên luôn nhé. Đẹp ghê. Từ xuống nha, chạy lên tới đây mình tới này cái cầu gì ngân? Cầu Dĩ Mỹ. Mình tới đây thôi nha mọi người. Cầu gạch bà Sáu. Từ cầu bà quê mình tới cầu gạch bà Sáu. Để mình quay cái khung cảnh. Đây đậu xe giữa đường luôn hả? Trời ơi, dưới quê bình yên quá. Đây mình đang ở cầu gạch 36 nha mọi người. Đứa em mà lên đây nó nghi mạnh xíu nó về. Đây cũng còn hoang sơ quá ha, nhà cũng ít hơn. Đây tạo dáng người mẫu chụp hình. Ở đây mình tao bán dưa leo, bán rau củ, tao chạy xe đạp điện đi về vàng tao bán luôn kìa mọi người. Đó.